Báo Hàn Quốc dự đoán Việt Nam sẽ gieo sầu cho Thái Lan sau ASEAN 2018. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá rất cao khả năng của Việt Nam lập dốc sơn cho bóng đá Đông Nam Á ở ASEAN lần này, sau đó là chinh phục chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. Sáng ngày 25 tháng 8, website Sport News của Hàn Quốc đã có bài bình luận về U23 Việt Nam với nhan đề huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm điều vượt qua trí tưởng tượng của người Việt Nam. Ở phần mở đầu, bài viết đưa ra nhận định vòng tứ kết ASEAN tại Jakarta, Palembang là kết quả vượt qua mục tiêu của U23 Việt Nam. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự các kỳ Á vận hội mà nền bóng đá Việt Nam từng chinh phục được. Sau kỳ tích huyền thoại ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, huấn luyện viên Park Hang-seo đang viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, sau khi ca ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo và bày tỏ hy vọng U23 Việt Nam có thể tiếp tục tỏa sáng ở ASEAN 2018 này, bài viết Box News còn dự đoán rằng lứa cầu thủ hiện tại đang thi đấu trên đất Indonesia có rất nhiều cơ sở để lật đổ Thái Lan, chinh phục chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. AFF Cup cuối năm nay sẽ có 10 đội tham dự, thi đấu ở 9 thành phố thuộc 9 quốc gia khác nhau. Giải đấu này bắt đầu từ năm 1966 và Thái Lan đã là người sự thống trị 11 lần lên ngôi. Ở giải đấu này, gần nhất, người Thái Lan cũng thi đấu ấn tượng và bảo vệ chức vô địch. Nhưng đây là lúc mà người Việt Nam đang sở hữu tiềm lực về vô cùng mạnh mẽ. Người Việt Nam đủ sức giành chiến thắng nếu nhìn vào màn trình diễn của họ ở hai trận đấu vừa qua, giải U23 châu Á và ASEAN. Quay trở lại với giải đấu ASEAN 2018 đang diễn ra tại đất Indonesia, bài báo Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đủ khả năng để ghi một dấu mốc quan trọng, đó là trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á giành huy chương sau Á vận hội sau 44 năm nay. Việt Nam đủ khả năng đánh bại Syria ở vòng tứ kết, mở ra cơ hội giành huy chương vàng. Bóng đá Đông Nam Á đã trải qua hơn 4 thập kỷ không thể giành nổi một bất kỳ một tấm huy chương nào ở ASEAN. Sau khi Myanmar giành 2 huy chương vàng liên tiếp các năm 1966 và 1970, Malaysia giành huy chương đồng 1962, 1974 và Indonesia giành huy chương đồng năm 1958. Nếu Việt Nam giành huy chương ở năm nay thì sẽ là một thành tích tuyệt vời của bóng đá Đông Nam Á sau 44 năm. Báo Hàn Quốc dự đoán Việt Nam sẽ gieo sầu cho Thái Lan sau ASEAN 2018. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá rất cao khả năng của Việt Nam lập dấu sơn cho bóng đá Đông Nam Á ở ASEAN lần này, sau đó là chinh phục chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. Sáng ngày 25 tháng 8, website Sport News của Hàn Quốc đã có bài bình luận về U23 Việt Nam với nhan đề huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm điều vượt qua trí tưởng tượng của người Việt Nam. Ở phần mở đầu, bài viết đưa ra nhận định vòng tứ kết ASEAN tại Jakarta, Palembang là kết quả vượt qua mục tiêu của U23 Việt Nam. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự các kỳ Á vận hội mà nền bóng đá Việt Nam từng chinh phục được. Sau kỳ tích huyền thoại ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, huấn luyện viên Park Hang-seo đang viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, sau khi ca ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo và bày tỏ hy vọng U23 Việt Nam có thể tiếp tục tỏa sáng ở ASEAN 2018 này, bài viết Box News còn dự đoán rằng lứa cầu thủ hiện tại đang thi đấu trên đất Indonesia có rất nhiều cơ sở để lật đổ Thái Lan, chinh phục chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. AFF Cup cuối năm nay sẽ có 10 đội tham dự, thi đấu ở 9 thành phố thuộc 9 quốc gia khác nhau. Giải đấu này bắt đầu từ năm 1966 và Thái Lan đã là người sự thống trị 11 lần lên ngôi. Ở giải đấu này, gần nhất, người Thái Lan cũng thi đấu ấn tượng và bảo vệ chức vô địch. Nhưng đây là lúc mà người Việt Nam đang sở hữu tiềm lực về vô cùng mạnh mẽ. Người Việt Nam đủ sức giành chiến thắng nếu nhìn vào màn trình diễn của họ ở hai trận đấu vừa qua, giải U23 châu Á và ASEAN. Quay trở lại với giải đấu ASEAN 2018 đang diễn ra tại đất Indonesia, bài báo Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đủ khả năng để ghi một dấu mốc quan trọng, đó là trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á giành huy chương sau Á vận hội sau 44 năm nay.
Việt Nam đủ khả năng đánh bại Syria ở vòng tứ kết, mở ra cơ hội giành huy chương vàng. Bóng đá Đông Nam Á đã trải qua hơn 4 thập kỷ không thể giành nổi một bất kỳ một tấm huy chương nào ở ASEAN. Sau khi Myanmar giành 2 huy chương vàng liên tiếp các năm 1966 và 1970, Malaysia giành huy chương đồng 1962, 1974 và Indonesia giành huy chương đồng năm 1958. Nếu Việt Nam giành huy chương ở năm nay thì sẽ là một thành tích tuyệt vời của bóng đá Đông Nam Á sau 44 năm. Thua đau đớn, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chỉ ra điều làm đối thủ phải nể đội tuyển nữ Việt Nam. Hãy nhìn xem trong 120 phút, cầu thủ Đài Bắc, Trung Hoa bị chuột rút, nhưng chúng ta thì không. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã khen ngợi cậu học trò, như vậy là dù thất bại trên chấm 11m. Mặc dù đã thi đấu cực kỳ nỗ lực trong suốt 120 phút, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn làm người hâm mộ phải tiếc nuối khi để thua Đài Bắc, Trung Hoa trên trận sút luân lưu cân não. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lên tiếng giải thích mấu chốt dẫn đến việc đội tuyển nữ phải thua, nhận thất bại trong trận thua này là kết quả rất đáng tiếc. Chúng tôi chơi áp đảo dứt điểm rất nhiều, nhưng các cầu thủ lại bỏ lỡ cơ hội. Cũng phải nói rằng, thủ môn của họ là Stai Mijion đã bắt rất xuất sắc. Cô ấy đã cứu rất nhiều bàn thua trông thấy. Dù từng chạm trán nhiều lần, nhưng họ chỉ đá bóng bổng dài lên chứ không pha phối hợp nào gây sóng gió. Ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp rất tốt, tạo nhiều cơ hội nhưng lại gặp vấn đề về dứt điểm. Tôi rất tiếc, nhưng bóng đá là như vậy. Tôi không trách các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết mình. Hãy xem 120 phút, cầu thủ Bắc Đài Trung Hoa bị chuột rút nhưng chúng tôi thì không. Sau khi phân tích về trận đấu, ông huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của lứa cầu thủ hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam. Bóng đá nữ Việt Nam đang trẻ hóa. Ở trận gặp Nhật Bản, chúng tôi dùng toàn những cầu thủ 19 tuổi. Tôi nghĩ đây mới là sự tỏa sáng và thời gian sửa sẽ hoàn thiện, hòa nhập với nhau tốt hơn. Chắc chắn chúng tôi phải sử dụng lực lượng này. Tôi sẽ theo dõi và tiếp tục tuyển lấy những gương mặt mới cho đội tuyển. Đội bóng sẽ cần duy trì thời gian tập luyện dài hơn, rèn luyện thể lực tốt hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Chúng ta sẽ phải tiến bộ hơn nữa chuẩn bị cho SEA Games 21 trên sân nhà. Chúng tôi tiếc vì không thể tiến xa hơn ASEAN. Nhưng hãy thông cảm vì chúng tôi đang trẻ hóa. Tôi nghĩ đây đã là thời điểm thành công của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng thêm 400 triệu đồng. Theo thông tin từ VFF, Chủ tịch Lê Hùng Dũng vừa gửi lời động viên khen ngợi tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời thưởng thêm 400 triệu đồng cho toàn đội. Trước đó, thành tích vượt qua vòng bảng để vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam cũng được thưởng 400 triệu từ VFF. Thay hơn nửa đội hình, Nhật Bản khiến Việt Nam phải nghĩ lại về trận thắng ở vòng bảng. Huấn luyện viên On Kim Che ám chỉ Nhật Bản chưa dùng đội hình mạnh nhất trước Việt Nam. Chia sẻ sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản tối qua, huấn luyện viên ông Kim Se cho biết: Trước trận, chúng tôi đã biết Nhật Bản là đội rất mạnh. Họ dùng hai đội hình khác nhau khi đá với Việt Nam và Malaysia. Chúng tôi đã có thể bắt kịp họ, nhưng rồi Nhật Bản chơi rất nỗ lực và họ là đội nhỉnh hơn. Thật không may mắn, chúng tôi là mất tập trung và bị 11m, không thể sửa chữa sai lầm sau đó. Thật sự, chúng tôi rất muốn thắng. Chúng tôi đã vào vòng loại trực tiếp và muốn đi xa hơn, nhưng không thể được. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã buộc Nhật Bản phải nỗ lực, ép hết sức mới có thể chiến thắng. Quả thật, so với trận gặp Việt Nam ở vòng loại, Nhật Bản đã thay 6 vị trí trên sân. Thật khó nhận định đâu mới là đội hình mạnh hơn, nhưng vài điểm đáng chú ý. Trước Việt Nam, trung vệ hàng đầu của Nhật Bản, Itakura đã được nghỉ. Đây là trung vệ không chỉ mạnh về phòng ngự mà ghi bàn cực tốt của đội trẻ xứ mặt trời mọc. Thủ môn Obina thì chỉ là người dự bị cho Kojima, người đã trở nên bắt chính trước Malaysia. Chính Obina là người mắc sai lầm khiến U23 Nhật Bản thủng lưới sớm trước Việt Nam. Aiwasaki, cầu thủ được tung vào hiệp 2 trận gặp Việt Nam, vốn là cầu thủ tấn công chủ lực của Nhật Bản,
chơi 3 phần 4 trận ở vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Giám đốc VTC nói gì về việc VTV6 đường đột ngắt sóng trận Olympic Việt Nam và Bahrain? Ông Nguyễn Kim Trung, giám đốc VTC trao đổi với báo Người Lao Động vào đêm ngày 23 tháng 8 đã nói về việc kênh VTV6 đột ngột ngắt sóng khi đang tiếp sóng truyền hình trực tiếp trận Olympic Việt Nam và Bahrain. Đêm ngày 23 tháng 8, trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Kim Trung, giám đốc truyền hình Đài Kỹ thuật số VTC, đơn vị truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, đã lên tiếng về việc kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam VTV bất ngờ ngắt sóng trong khi sửa trận hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Bahrain đang diễn ra trên truyền hình kênh này tối cùng ngày. Theo Nguyễn Kim Trung cho biết, việc ngắt sóng giữa chừng là hoàn toàn là việc của VTV. Quan điểm của VOV và VTC từ trước là sẵn sàng chia sẻ bản quyền với tất cả các đài phát thanh, truyền hình cũng như các cơ quan báo chí để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ trên khắp cả nước. Trong đó có VTV. VTV có nhiều kênh đầu nối như VTV Cáp, K+ đã cùng thỏa thuận trong việc tiếp sóng, nhưng riêng TVTV6 thì cho đến chiều ngày 23 tháng 8 vẫn chưa ký kết được bản quyền với VOV thỏa thuận về tiếp sóng. Tuy nhiên, mặc dù chưa có thỏa thuận tiếp sóng, nhưng VTV6 vẫn tiếp phát chèn sóng, hạ sóng, lấy tín hiệu không đảm bảo nguyên quạng của chương trình gốc, cho nên có những lúc VTV6 lấy tín hiệu từ nhiều kênh của VOV như VTVC1 và VTC3, VOVTV mà chất lượng khác nhau nên không đảm bảo được chất lượng tín hiệu gốc. Khi đó, bình luận viên Quang Huy của VTC cũng đã nhắc nhở rằng hãy lấy tín hiệu gốc để đảm bảo chất lượng từ VOV, không hề ngắt sóng VTV6 vì VOV chưa hề cắp sóng cho VTV6. Ngắt sóng là do VTV6 tự ngắt, giám đốc VTC khẳng định. Theo ông Nguyễn Kim Trung, phía VTV6 trong khi phát sóng đã chèn logo VTV6, chèn quảng cáo do VTV6 khai thác, nhưng VOV không muốn nhắc đến quá nhiều về vấn đề này. Trước đó, giữa hiệp 1, trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain, trận đấu đầu tiên kể từ khi VOV và VTC có bản quyền ASEAN trên lãnh thổ Việt Nam, VTV6 đã bị buộc dừng phát sóng do vi phạm bản quyền. Trên website của VTV6 hiển thị dòng thông báo, vì lý do bản quyền nên quý khách không được xem chương trình này. Mời quý khách theo dõi tường thuật trực tiếp trên VTV6 hoặc VTV6 HD, truyền hình số mặt đất VTV Cap. Tuy nhiên, giữa khi trận đấu giữa hai Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain đang diễn ra, trên VTV6 và VTV6 Cap đã chuyển sang phát sóng phim truyền hình. Ngay thời điểm VTV6 bị ngắt sóng, bình luận viên Hoàng Quy, đang giám đốc kênh thể thao văn hóa VTC3 của VTC, người trực tiếp bình luận trận đấu hai đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain, đã lưu ý về việc VTV6 đã không tiếp sóng tín hiệu đúng bản hiệu gốc. VOV và VTC sẵn sàng chia sẻ bản quyền ASEAN 2018 với các đơn vị có nhu cầu. Tuy nhiên, đơn vị nào vi phạm bản quyền sẽ lập tức bị ngắt sóng. Ông Quang Quy nói trên truyền hình khi đang tường thuật trực tiếp trận đấu